Trung Cộng dọn dẹp trước kỳ đại hội đảng, tin từ Bắc Kinh. Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ chuyển giao quyền lực 10 năm một lần ở Trung Cộng tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18. An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Bắc Kinh. Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô yên tĩnh hơn thường lệ. Cảnh sát kiểm tra túi sách, thẻ căn cước trước khi cho phép mọi người vào quảng trường được trang hoàng hoa rực rỡ. Xe gắn máy và xe hơi của cảnh sát tuần tra trên đường. Sự ổn định là khẩu hiệu trong tháng này khi Trung Cộng đang chuẩn bị cho kỳ họp quan trọng. Tân Hoa Xã cho biết khoảng 1.4 triệu thiện nguyện viên, trong đó có nhiều vị cao niên đã nghỉ hưu, đeo băng tay đỏ, đã được điều động để bảo đảm an ninh quanh thủ đô. Cả tổ chức nhân quyền đã nói an ninh phía sau hậu trường cũng đã được thắt chặt. Tổ chức ân xá quốc tế cho biết ít nhất 130 người đã bị bắt giữ hay bị áp đặt hạn chế kể từ tháng 10, một chiến thuật thường được sử dụng trước các sự kiện chính trị quan trọng. Việc dọn dẹp của Bắc Kinh đã bắt đầu sớm trước đại hội đảng. Nhiều người tới thủ đô để khiếu nại về sự lạm dụng tại tỉnh nhà đã bị buộc phải rời khỏi đây từ cuối tháng 9.